Dạ chào mọi người nhé. Chung mà đợt này hết đồ bán rồi anh em ơi. Đợt này kiếm mấy cái đồ xưa này cũng khá là khó nha, khá là hiếm. Thì hôm nay thì em mới sưu tầm được một vài món khá là độc lạ, xin giới thiệu đến mọi người nha. Mã đầu tiên đi. Đầu tiên đây là một cây cạo râu nha. Cây cạo râu xích của Mỹ. Cây cạo râu xích của Mỹ, cây này còn rất là mới, gần như là chưa qua sử dụng luôn nha. Hàng xích made in USA nha. Made in USA nó sẽ ghi ở đây. Đó, mọi người thấy chưa? Ở phía sau này nó sẽ có chữ xích này nha. Bao xài nha, mình cứ gắn cái lưỡi lam bình thường là mình xài được. Thì giá 500 ngàn một cây nha. Ở đây em có hai cây thôi. Ở đây chỉ có hai cây thôi nha. Hai cây đều mới như nhau hết. 500 ngàn một cây. Rồi 72.02. 72.02 thì đây là một cây cái tẩu thuốc thời xưa. Cái tẩu này thì cái kiểu dáng nó cực kỳ là độc lạ luôn nha. Đó. Tẩu thuốc thời xưa. Cái này thì không có nhãn hiệu gì nha. Cái này thì em cũng không biết là nó thuộc nhãn hiệu nào. Nhưng mà đảm bảo là hàng chuẩn xưa nha. Tẩu thuốc bằng gỗ. Bao xài. Giá 500 ngàn. 72.02 500. 72.03 giá 500 luôn. Tẩu thuốc này thì nó có hiệu này nha. Cái hiệu là Hebra gì đây, Hebra đây, imported nè. Đây, nói chung là nó có chữ nha. Tẩu thuốc này là thuốc xưa có chữ. Cái này giá 500, bao sử dụng. Rồi 72.4. Cái này cũng có chữ luôn nha. Này có chữ nè, nó có chữ hàng tẩu thuốc thời xưa. Ở đây là nó cạnh là tám cạnh đây nè, mọi người nhìn nè, tám cạnh nha, tám cạnh, người ta vác cái hình là tám cạnh nha. Rồi cái này giá 500 ngàn luôn. 500 ngàn. Bảy hai chấm năm. Đây cũng là một tẩu thuốc xưa. Cái này thì không có cái hiệu gì nha, không có hiệu gì. Giá 500 ngàn luôn. Nhưng mà đảm bảo là hàng chuẩn thời xưa, hàng có bên Mỹ. Xách về nha, cái này là hàng bên Mỹ đem về hết nha. Giá 500. Rồi 72.6. Đây, cái hiệu này là Medico nha. Cái tẩu thuốc này hiệu Medico. Bao xài giá 600 ngàn. 72.06 giá là 600 ngàn nha. 72.7. Một cái tẩu thuốc này khá là mập, khá là to nha. Mập to. Giá 700. Tẩu thuốc này giá 700 nha. Những cái tẩu thuốc này ở bên nước ngoài họ bán tầm 1 triệu một cái đó. Giá nó cả triệu một cái luôn nha, chứ nó không có rẻ đâu nha. Hồi nãy giờ thì em bán 500 thôi, nhưng mà cái này ở bên nước ngoài là nếu mà mua bên nước ngoài là giá 1 triệu một cái. Thì lâu lâu mới có đợt thanh lý thì mình mới mua được rẻ thôi, chứ còn nếu bình thường mua là ở bên đó là 1 triệu một cái, chưa tính tiền vận chuyển về tới Việt Nam nè. Rồi cái này 72.7 không có nhãn hiệu gì nha. À có chứ, cái này có nhãn hiệu này, quên nè. Cái này là BB Zoom nè. Đây, nó có chữ ở đây nè, BB Zoom. BB Zoom imported nè. Ở đây nè. Cái này giá 700 nha. 700 ngàn. 700. Rồi 72.8. Cái này hiệu Omega nha. Cái dòng Omega này là mắc nhất nè. Cái dòng này, cái mẫu Omega này là mắc nhất. Rồi cái này giá 800. 72.8 giá 800 nha. 72.9. 72.9 thì cây này là made in England nha. Cái này là của Anh. Cây này của Anh. Cái kiểu dáng của nó là độc lạ nhất luôn. Giá 700. 72.9 nè. Giá 700 nha. Bao xài. Rồi 72.10. Cây này thì của Pháp. Cái này người ta làm cái cạnh hình hình vuông nha. 72.10. Cái này giá 900 ngàn. Hàng của Pháp. Franc nè. Phờ răng nè.
giá 900. 72.11. 72.11 thì ở đây là mấy cái ly phíp nha. Đây là ly phíp của Mỹ. Ly này đời 1966 nè. Hàng chưa qua sử dụng. Ly này là mới 100% nha, chưa qua sử dụng. Giá 500 một cái. 72.11 là giá 500.000 một cái nè. Đó, ở đây thì có 3 cái thôi, mọi người lấy hết 3 cái. Mọi người lấy hết 3 cái thì em tặng cái này. Cái này thì nó lưu ý là nó có cái đường gọi là đường re nè, đó nè, mọi người nhìn nè. Đâu rồi, đây nè. Đó, nhìn vậy thôi chứ nó không có chảy nước nha. Nó không phải là nứt. Nhưng mà kiểu như lâu năm á thì cái dòng ly phíp nó hay có cái đường như vậy. Mình đựng nước bình thường nó không có bị nứt, không có bị chảy không gì hết nha. Giá 500 một cái. Cái này thì 1967 nè. Cái ly này là 1967, US 1967. Mới. Cái này thì 1970. 1970 thì cái màu nó đậm hơn một chút. 1970 thì cái màu nó sẫm hơn một chút, còn cái đời 66 với 67 thì cái màu nó sáng hơn một chút. Đó, mọi người lấy hết 3 cái thì em tặng thêm cái nhỏ này, thì cái cao này nha. Tức là 3 cái này là 1.500.000 đó. Rồi 72.12. 72.12 thì đây là một cái ca inox của Mỹ. Ca này là đời 1965 nha. Chất liệu ca bằng inox. US 1965 ca là bằng inox nha. Còn cái quai này bằng thép. Cái quai này thì lâu năm thì nó sẽ bị đốm đốm đen đen như thế này. Ca này là chủng riêng của Mỹ đời 1965. Cái dòng 1965 thì người ta dập nè, nó sẽ có răng cưa như vậy đó. Đó, mọi người nhìn đấy. Hàng chuẩn xịn của quân đội nha, chứ không phải là hàng giả hay hàng mới gì hết. Đây là hàng xưa. Nhưng mà cái đời 1965 là nó sẽ như vậy. Đó, đây nó có dấu này không? 1965 nha, hàng chuẩn 1965. Rồi cái này giá 350.000. Cái nó của Mỹ 1965 350.000. mười hai chấm mười ba nè. Đây là một cái túi y tế của quân đội Mỹ. Túi này thì đời sau này nha, đời tám mấy đổ về sau này thôi. Túi này là túi cựu quân y nha. Túi này mình có thể đựng một cái điện thoại, một cái gói thuốc cũng được nha, đựng hộp quẹt, gói thuốc và cái điện thoại đều được. Ở sau thì nó có cái này để mình gắn vào dây TB, gắn vào cái dây nịt bạn lớn á. Cái này giá 250.000, 72.13. 72.14. 72.14 thì đây là một cái túi đạn. Túi đạn bằng ni lông. Túi này đó, ở bên trong nè, nó có 3 cái ngăn. Thực ra nó có một ngăn thôi nhưng mà nó có cái đường cái sợi dây này để ngăn ra, tức là hồi xưa người ta đựng cái băng đạn đó. Đó, mình không thích thì mình cắt cái dây đó đi thì nó vẫn là một ngăn thôi. Túi này thì bề ngang nó tầm 9 nha. Bề ngang 9, ngang sau này 6 14. Bề ngang này 9 nè. Cái này là 6 nè. Cái này tầm không tầm 18 đó, tầm 18. 18 69 nha. Giá 350.000. 350.000, túi này chưa qua sử dụng luôn. Túi này đời 1974 nha. Đây là 1974 thì nó có in ở bên trong. Đây là túi đời 1974 nha, 1974 thì nó sẽ có in ở bên trong rồi nè. Đây nè. 350.000 một cái. Rồi 72.15. 72.15 thì đây là cái điện thoại bàn của Nhật. Điện thoại bàn của Nhật hồi xưa, cái này còn sử dụng được nha. Sản xuất là năm 78, sản xuất là 1978, còn rất là mới. Không bị nứt bể. Nói chung là cái điện thoại bàn này cũng rất là mới nha. Đó, mình có thể quay số nè. Cái này còn sử dụng được, cắm dây vào là sử dụng được nha. Giá 800. Rồi 72.16. 72.16 thì đây là một cái nón bố của một người chơi trước, họ rất là tâm huyết nha. Cái này họ rất là tâm huyết, họ có ghi gì Lộc Tấn Vinh Hoa Phú Quý nè. Sinh nè. Đây là nón bố Mỹ. Đó, ở bên ngoài người ta có ghi chữ nè, rồi người ta trang trí mấy
cái chốt này. Nói chung là cái này chủ trước họ rất là yêu cái nón này và rất là tâm huyết nha, nhưng mà không biết vì cái lý do gì nhưng mà họ họ không còn giữ cái nón này nha. Nón này thì em bán giá 900.000, 72.16 giá 900.000, nón bố Mỹ 900, rồi 72.17 đây cũng là nón bố Mỹ, nón này thì đời 1973 nha, nón này đời 1973, sử dụng dây quai cầm, là dây quai cầm của nón Bass, cũng là một cái nón Mỹ nhưng mà nó là cái nón đời sau. Cái nón Bass là cái nón đời 8 mấy, còn cái nón bố này là đời 7 mấy. Ví dụ nón bố này là đời M1 này, nó người ta gọi trong sách nó gọi là nón M1. Còn cái sợi dây này là của cái nón M2, nhưng mà nó cũng là của Mỹ hết luôn nha, mà chẳng qua nó đời sau thôi. Thì lấy cái dây của M2 đó gắn qua cái M1 này, chỉ có một cái dây quai này thôi nha. Đó, chỉ cái dây quai em cầm trên tay này thôi, còn lại là dây rin của theo nón luôn. Nón này thì gần như là mới, chưa qua sử dụng. Nó có một cái đây, ở đây nè, nó có một cái vết răng nè. Đó, nón bố Mỹ chuẩn xịn nha, và cái này sơn rin hết nha, chứ không phải là hàng đồ chế gì hết. Đây là nè, đây nè, nó có một cái vết, đây nè, nó có một vết răng. Không ảnh hưởng gì nha. Không ảnh hưởng gì hết. Tại vì nón bố Mỹ thì nó rất là dẻo nên không có chuyện mà nó đứt bể hay gì hết. Cái đó không biết là nó lỗi về thời gian để lâu quá nó như thế nào đó. Chứ còn nón bố Mỹ thì nó rất là dẻo, yên tâm là nó sẽ không bị đứt bể gì hết. Cái này giá 2.500.000. 72.17, 2.500.000. Rồi 72.18 mã cuối nha. Đây là cái bình tông Trung Quốc, cái bộ bình tông của Trung Quốc thời xưa. Bộ này thì giá 300.000. Bộ này còn khá là mới nha, khá là đẹp. Hàng đã qua sử dụng nhưng mà còn khá là đẹp nha. Đó, đây là cái bình của nó này. Bình này thì không có bị cắn móp nha, bình còn rất là đẹp, gần như mới. Ở bên trong nó có một cái ca nhôm và một cái túi. Đó, cái bộ này thì giá 300.000 nha, 300.000. Rồi, hôm nay thì em lên 18 mã thôi. Mọi người quan tâm món nào thì liên hệ với em là 0983880344 nha. Mọi người thấy hay thì đăng ký kênh giúp em với ạ. Cảm ơn tất cả mọi người nha.